Chào bạn đã quay lại với channel mình. Ok, quay lại với game Autochess Ruby nha. Ây da, đây rồi. Đó, giới hạn truyền thuyết này ngon nè. Shining Assassin. Shining Assassin bây giờ là trở thành 5 tiền rồi nha, chứ không còn là 4 tiền nữa. Cho nên bây giờ giới hạn truyền thuyết đột nhiên cái thêm một con 4 tiền vô, nhưng mà giới hạn cái tỷ số, cái gọi là cái con 5 tiền thì nó lại tăng thêm. À, 5 tiền không bỏ con nào đi hết. Không bỏ con nào đi hết, tăng thêm một con 5 tiền. Shining Assassin. Mà đã là một con 5 tiền á thì bạn biết rồi đó, cái sức mạnh của nó là nó thay đổi khác biệt chứ lắm. À, nó thay đổi khác biệt chứ lắm, chứ không phải là giống như là nó mấy con khác đâu. 4 tiền thì con 4 tiền khỏe đó, chứ không ai nói con 4 tiền yếu hết. À, nhưng mà con 5 tiền thì nó phải nằm ở cái bậc khác. Nó nằm ở cái bậc khác, chứ không phải là nó không có chung mâm với lại 4 tiền. Đã là 5 tiền thì nó phải nằm ở cái bậc khác. Một là nó đủ bộ để nó kích ra những cái bộ rất là mạnh. Hai là nó sở hữu một cái lượng sức mạnh nó ổn, giống như là có thể gánh team. Đó, cho nên đó là tóm lại là 5 tiền là một cái rất là quan trọng. Đâu phải khi không mà mới vô trận cái nó hiện lên cho bạn cái bảng đâu bạn. Đâu phải khi không mà nó vô trận nó hiện ra cho bạn cái bản y nguyên như vậy, nó bự to đẹp. Để làm gì? Để bạn nhận biết cái trận này bạn phải làm gì thôi đó. Nó chỉ có một mục đích duy nhất là nó làm cho bạn biết bạn phải cần phải làm gì trong trận đấu này thôi đó. Mà nó cần phải làm tới mức đó luôn, bạn thấy ghê không? Cho nên là mình cũng nếu bây giờ test con 5 tiền thì đúng kiểu là nó cũng hơi khó, tại vì test 4 tiền thì dễ nha, chứ test 5 tiền rất khó nha. Tại vì sao? Chắc gì nó đã ra. Chắc gì nó đã ra đâu. Nhưng mà bây giờ mình, đối với mình đó nha, thì meta này là một meta rất thiếu tốc độ đánh. Một meta rất thiếu tốc độ đánh luôn. Bây giờ cây gậy gỗ á, thì thật sự hồi trước ép một cái mặt nạ đỏ là được tăng 40% tốc độ đánh rồi. Một cái mặt nạ đỏ mà bị câm lặng đó nha, chứ không phải mặt nạ đỏ bây giờ. Mặt nạ đỏ lúc trước đã tăng 40% tốc độ đánh rồi. Tăng vậy là rất lớn luôn. 40% là bạn biết nó nhiều cỡ nào không? Nó nhiều cỡ nào không? Nó rất nhiều luôn á. Cho nên 40% hồi đó rất là xịn. Còn bây giờ cái mặt nạ đỏ bây giờ bị nó không còn ép từ cây gậy gỗ nữa đó. Cho nên là tốc độ đánh của nó hơi chậm. Nó hơi chậm. Cho nên mấy cái trang bị mà khởi đầu á, bây giờ không có cái trang bị nào tăng được khoảng 40% tốc đánh như cái mặt nạ đỏ lúc trước hết á. Gậy gai thì cũng không thể rồi. Gậy gai cũng không thể rồi. Đao cuồng chiến là chắc chắn là không thể nào được 40% rồi. Rồi găng tay bạc có 25% thôi. Rồi còn hai cái mặt nạ đỏ bây giờ cũng đâu có được 40 đâu. Cho nên tốc độ đánh bây giờ giai đoạn đầu game rất khó kiếm. Rất khó kiếm. Cũng không có trang bị nào nâng một cái giống như mặt nạ đỏ lúc trước á. Hồi trước ví dụ như mình đi Assassin đi, mình lên được con Shadow 2, một cái đao cuồng chiến, một cái mặt nạ đỏ thôi là đủ. Tại mặt nạ đỏ nó tăng tới 40% tốc độ đánh luôn mà. Quá nhiều. Phải nói là quá nhiều luôn. Quá nhiều tốc độ đánh luôn, cho nên là kiểu giống như là cảm thấy là chỉ cần một món trang bị đó là đủ đó. Nhưng còn bây giờ thì bạn phải cần nhiều hơn. Hoặc là bạn lên được cuối thì bạn mới có đủ tốc độ đánh để chơi. Chứ còn mà bạn giờ cái mặt nạ đỏ lúc trước nó quá lợi thế đi, cho nên là cái trang bị đó bị nép đi rất nhiều. Khi mà ép bây giờ ép từ hai mặt nạ đỏ lên thành một cái mặt nạ điên á, thì nó bị không còn là cái gậy gỗ nữa mà là đổi thành hai cái mặt nạ đỏ, thì nó lại sẽ bị giảm tốc độ đánh đi. Nói chung vậy là nó gọi là búp một cái, giống như là kiểu giống như là nó giảm cái ảnh hưởng sức mạnh trang bị lên cái giai đoạn đầu game. Thí dụ giống như một thằng đi, hồi trước có một thằng đã gậy gỗ, một thằng không có gậy gỗ nào, thì là đã cách biệt nhau rồi, nó đã cách biệt nhau quá quá lớn luôn rồi, đúng không? Còn bây giờ thì nó đỡ hơn chút xíu. Nó đỡ hơn chút xíu là nó đỡ hơn, tại vì nó sao ta, kiểu giống như là giờ mày có gậy gỗ thì mày cũng chỉ có 15% thôi, mày ép mấy trang bị kia thì cũng chỉ có nhiêu đó thôi, chứ không phải là như cái mặt nạ đỏ lúc trước. Là sao? Một con Assassin cầm cái mặt nạ đỏ nó khác biệt dữ lắm luôn. Đó, cho nên là bây giờ meta này là meta thiếu dây tốc độ đánh đầu game, cho nên nhìn nó rất là chậm.
dù bạn có đi Assassin đi nữa thì bạn cũng sẽ kiểu giống như là nó chậm chậm chứ nó không có nhanh nữa. Cho nên là cũng thí dụ giống như hồi trước một thằng có mặt nạ đỏ với lại một một thằng không có mặt nạ đỏ nó khác biệt nhau đúng không? Bây giờ thì nó cũng ngang bằng nhau. Dù bạn có lên được mặt nạ điên đi nữa thì cũng chỉ có nhiêu đó tốc đánh à. Một thằng cầm cái mặt một cái gậy gỗ cũng gần như là bằng rồi. Đó, cho nên nếu mà bây giờ mà lên mặt nạ vàng là đỉnh nha. Bây giờ mà lên mặt nạ vàng là đúng đỉnh luôn. Hỏi tại sao là nó lên tới 60% thì phải. Không nhớ rõ, cái meta mới là 60% tốc đánh thì phải. Trời ơi, thua thằng này. Má bài lên mạnh dữ vậy. Bài nó ba hunter cho nên nó khỏe. Trời ơi. Tao đi đội hình gì mà cho bài gì kỳ cục vậy? Nè coi nè, hai con Fortune Teller. Mà hai cung ba tiền nhìn nhức cái đầu thiệt luôn á. Nhìn thấy mắc mệt luôn á, thấy là hồ xong hết rồi, không không mua được gì, không mua được gì mà hồi cô có đội hình rồi. Bây giờ mình nếu mà bạn bây giờ bị có cái con cáo mới đó thì bây giờ và giả thú kham có vẻ như là lên lên hương. Lên hương tại vì bây giờ bạn có thể đi 6 giả thú, 6 assassin. Đúng chưa? Tại vì giả thú của bạn có hai con assassin trong đó mà. Con bò cạp với lại con cáo là hai con assassin trong đó rồi, bây giờ 6 giả thú với lại hai 6 assassin là level 10 đủ luôn, là quá đẹp luôn mà. Là quá đẹp luôn á. 6 giả thú thì bạn biết rồi, 6 giả thú là max option. Là max option của giả thú rồi, cho nên là 6 giả thú là mạnh nhất của giả thú rồi. Xong rồi 6 assassin thì sao? Nó không phải là 9 assassin thì nó không mạnh nhất thôi, nhưng mà nó cũng 40% gây 400% đam thì nó cũng ok lắm chứ bộ, đâu có phải là yếu đâu. Ba assassin cũng đâu gọi phải là yếu đâu, nhưng mà 6 assassin thì nằm dạng trung bình, gọi là chấp nhận được của bộ assassin. Chấp nhận được của bộ assassin nha. Rồi còn 9 assassin là tối thượng rồi, không ai nói đi, nhưng mà 6 assassin vẫn gọi là chấp nhận được. Rồi còn kết hợp với 6 giả thú, mà 6 giả thú là max option của giả thú nha, mà chỉ cần level 10 thôi, không cần phải thí dụ giống như Knight đi. Knight đi 6 xuyên cũng phải level 11, đi Galaxy cũng phải level 11. Mà level 11 thì bạn phải gọi là tận dụng cái human, chứ không là bạn đâu lên level 11 được. Còn cái 6 giả thú này khác, giống như là 6 Hunter, 6 Agency vậy đó. Giống như vậy luôn á, y như là 6 Hunter, 6 Agency luôn. Tại 6 Agency là gọi là max option của bộ xuyên đúng không? Nhưng mà Hunter, 6 Hunter là nằm ở giữa. Nhưng mà ở giữa không phải là nó yếu nha, không phải là nó không mạnh đâu. 6 Hunter đã quá mạnh rồi, giống như 6 Assassin cũng vậy, cũng mạnh chứ đâu có yếu, tính ra là mạnh đấy chứ. Tính ra là mạnh đấy, cho nên là bài nó cũng ổn định. Nếu mà đi được đội hình đó mà kẹp với lại biết sao, Shining Assassin là thôi, thơm ngon từ thịt, ngọt từ xương liền. Shining Assassin bây giờ cái chiêu, cái anh tiêu của nó hồi trước là sao, là bật cái shield lên là nó không có nhận đòn đánh đúng không? Nó đánh nó không mất máu. Còn bây giờ nó vẫn kiểu như vậy luôn, bật lên đánh nó không mất máu rồi. Rồi mà nó còn có thêm cái nội tại nữa. Cái nội tại nha bạn, cái nội tại của con tướng nó khác với cái kỹ năng của nó nha. Cái nội tại của con tướng bây giờ mỗi lần nó đánh á thì nó sẽ kiểu giống như là cái tầm đánh nó xa hơn nè. Rồi nó mỗi lần nó đánh trúng con tướng là nó sẽ tạo ra một cái làn sóng rộng 2 ô và tác dụng lên 6 ô phía sau. Đánh trúng con đó, cái đòn đánh của con Shining bây giờ nó chậm hơn, xong nó đập vô một con nào đó, nó trúng vô con nào đó, nó nổ ra một cái làn sóng rộng 2 ô đi thẳng ra 6 ô phía sau. Lan nha, cái đó gọi là sát thương lan, mà sát thương tay lan nha. Sát thương tay nha, là đánh một cái là có lan luôn, phải không? Chứ không phải là cần dùng trang bị đâu, không, cái đó là nội tại của nó. Đánh một cái trúng con đầu tiên phải không? 6 ô phía sau đều gây sát thương. Mà rộng 2 ô nha. Phải ghê không? Quá rộng luôn á, chứ tính ra là nó xịn lắm. Chút nữa thì bạn mình cố gắng mình đi một con Shining Assassin cho bạn sẽ xem. Con đó bây giờ là giống như là kiểu giống như là Galaxier, không phải gọi là Sarah Cleanser hoặc là chú quỷ của bộ Berserker vậy đó, kiểu giống như vậy á. Còn bây giờ mà mình nghĩ tới cái việc mà đi theo kiểu giống như là chính Assassin xong mà lên được Shining 2 nữa thì sao? Xoẹt một cái chết của mẹ nó hết luôn, xoẹt một cái chết nữa hết luôn, ghê. Nghe thấy gung gung liền đúng không? Bạn nghe thấy là bạn gung gung liền đúng không? Ôi, what the fuck, thua hiệp 10 nè bạn.
đã giai đoạn đầu không có cây gậy gỗ nào rồi mà còn thua hiệp quái nữa, mới nhục tôi chứ. Không mà đúng rồi, tại vì mình không có cây gậy gỗ nào mình mới thua hiệp quái đó. Chứ mình mà có cây gậy gỗ nào thì đâu đâu có thua hiệp quái. Tốc độ đánh của Assassin mà giờ không, bạn biết rồi, Assassin nè, Hunter nè, Knight nè, tóm lại thằng nào mà đánh tay sát thương tay á, đều cần thêm tốc độ đánh hết. Mà Assassin là một bộ rất cần tốc độ đánh luôn mà lại không có tốc độ đánh. Giai đoạn đầu này có thể như là giai đoạn đầu Assassin sẽ bị yếu một chút, yếu một chút thôi, một chút thôi, có thể khắc phục ở giai đoạn sau. Cứ từ từ bình tĩnh, anh em chơi game đâu có thể nào mà gấp gáp được đúng không? Sau đó rồi còn 5 tiền nữa, Shining Assassin đó mới là vấn đề nha. À, cái đó mới là vấn đề đó. Shining Assassin là cực kỳ mạnh luôn. Để chút nữa mình sẽ coi, hồi đó 4 tiền. 4 tiền nó sở hữu sức mạnh không to đó bạn, cho nên là mà nuôi 4 tiền thì cũng khó nữa, cho nên thường người ta sẽ dùng hoặc là một là ốc, hai là Shadow. Shadow Roller đó, để mà kiểu giống như là 3 tiền đỡ tốn một cái nhưng mà nó cũng mạnh, tại Shadow Roller anh em đâu có nói nó yếu được. Shadow Roller là nó mạnh vãi nha. Nó mạnh vãi luôn á, cho nên là đâu có nói nó yếu được. Cho nên là mình vẫn tận dụng được cái sức mạnh của Shadow Roller ở 3 tiền. Nhưng mắc gì chúng ta phải xài 4 tiền trong khi là con Shining nó không quá mạnh. Nó không quá mạnh, chủ yếu là nó trâu thôi, cái kỹ năng của nó không có đáp ứng nhiều thứ. Cho nên là ít ai dùng con Shining mà gọi là gánh lắm. Cũng có chứ không phải không, cũng có người sử dụng Shining gánh nhưng mà 4 tiền nuôi khó lắm. Khó nuôi. Phải tốn tiền để nuôi lắm, 3 tiền thì dễ hơn. 3 tiền bạn xoay sớm cũng như cũng cũng dễ, nên còn 4 tiền bạn phải xoay nó trễ trễ một chút. Còn bây giờ 5 tiền thì nó khác rồi nè. Bây giờ từ 4 tiền nâng lên 5 tiền là nó khác liền, khác ở chỗ nào? Khác ở chỗ là chỉ cần 2 sao thôi. Chỉ cần 2 sao thôi, 5 tiền 2 sao tao đã đủ rồi, tao không có cần phải 3 sao. 4 tiền thì tùy con. 4 tiền tùy con nhưng mà vẫn là gọi là cái mốc 3 sao, vẫn là mốc chuẩn. Vẫn là cái mốc chuẩn, nhưng mà 5 tiền thì chỉ cần 2 sao thôi. Giống như sao rạc laser đó. Sao rạc laser 2 sao là đủ à. Chú quỷ 2 sao thôi, ngộ không 2 thôi. Chứ 5 tiền lấy chi 3 sao làm gì bạn? 3 sao cũng được, nếu mà mày gọi là nhân phẩm của thần thì mày vẫn lên được 3 sao được chứ không phải không, nhưng mà không cần. 2 sao nó đã gọi là bá chủ một phương rồi. Bạn chỉ cần đi đúng đội hình thôi là nó khỏe lắm luôn đó. Đó, cho nên là bài này muốn đi gì xấu giả thú, xấu assassin thì bắt buộc bạn cũng phải theo kiểu là level 10. Level 10 đúng không? Thì bạn ép level 10 cái đã. Xong rồi bạn xoay Shining sau cũng được, không có cần phải xoay Shining trước nha, tại vì Assassin nhiều mà. Đâu phải chỉ có 6 con đâu bạn, Assassin nhiều lắm luôn, bạn có thể dùng gọi là dùng trước một số con nào đó đi, thí dụ đi ha. Xong rồi chút xíu cái mình rảnh rảnh tay cái là mình ép con Shining sau. Má vậy mà thua được hay thật. Hai con nhảy lại gần làm gì, xong rồi ăn cái mũi tên chết con mẹ nó hết luôn, hay. Xuất sắc thiệt sự luôn. Nhìn thấy bài chất lượng không? Nhưng mà bài cái meta này mới là nó hay ở cái chỗ là bởi sao? Là cái con cáo ra thì cũng mạnh đi, nhưng mà cái mấy cái món trang bị đó mà là cái mà nó đặc biệt quan trọng trong cái thời gian này. Nó làm cho mấy cái bộ mà lúc đầu ví dụ như Hunter nè, mấy cái bộ mà gọi là thiên kiêu giai đoạn đầu, gọi là đỉnh của chớp á, mà cần tốc độ đánh á, bây giờ nó giảm đi rất là nhiều. Giống như trận này thì mình không có gậy gỗ nè, rồi mình đâu có thêm tốc đánh cơ bản rồi đâu, cho nên là đánh rất là chậm. Mặc dù Assassin mình đâu phải là yếu đâu bạn, cũng 2 sao có chứ bộ, nhưng mà tốc độ đánh nhìn nó chán cực kỳ luôn. Hồ nhìn nó chán cực kỳ luôn, thấy không? Cho nên là bây giờ nó nép cái trang bị như vậy nha. Nhưng mà bạn biết không, hôm qua không phải chỉ mất một con Shadow Divine không, mà nó còn mất luôn một món trang bị mới nữa. Có một cái món trang bị gọi là Dragon Breath Cannon á, là gọi là súng gọi là long pháo đó bạn, ở kiểu giống như là vậy, là súng cái hơi thở rồng, hơi cannon hơi thở rồng. Dragon Breath là hơi thở rồng đó bạn. Nghe nó chất lượng nhưng mà nó bị xóa đi rồi, chưa kịp test luôn. Chưa kịp test luôn. Xong rồi nó lúc đầu là nó ra ba món trang bị mới,
À, quay trở lại một con Shadow Divide xong rồi thêm một con tướng mới vô đúng không? Sau khi mà một ngày test không biết vì cái chứng bệnh gì thì mình không biết, nhưng mà nó nhốt lại con Shadow Divide của mình là mình không vui rồi. Sau đó nó còn lấy luôn một món trang bị mới luôn. Nhưng mà bạn biết gì không? Chắc chắn tụi nó sẽ trở lại sớm thôi. Tại vì rõ ràng là cái animation các thứ của mấy cái skill của mấy con đó đó nó còn giữ lại, nó đã làm lại hết rồi. Thì mình nghĩ là trong thời gian ngắn sắp tới thôi nó sẽ tung ra luôn lên bạn, gọi là tung ra cái bản update đó luôn, là cho ra một món trang bị mới với lại cái con Shadow Divide luôn đó. Chắc không lâu đâu, mình nghĩ là chắc là không lâu đâu, chắc là khoảng có thể, tại vì giữa giữa mùa là hay update một con một 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 cái update lớn đó, thì có thể là giữa mùa sau chúng ta sẽ nhận được con Shadow Divide thôi. Mình đã chờ nó quá lâu rồi phải không? À, mình đã chờ nó quá lâu rồi, chờ em đến mỏi mòn. Tại vì cái chiêu của con đó hồi trước mình nói thiệt luôn, nếu mà ra con đó nha thì bắt đầu nó có nhiều cái hướng đi hơn. Bộ phép bây giờ thật sự là khó, ít ai đi, anh em thấy không? Bộ phép bây giờ ít ai đi, tại vì sao? Nó đòi hỏi quá nhiều tiền, quá nhiều thứ, nhưng mà cái sát thương của nó rất dễ bị khắc chế bởi một món trang bị giai đoạn đầu là can gọi là quyền trượng mãng xà đó. À, quyền trượng mãng xà nó quá dễ khắc chế đi, cho nên là bộ phép bây giờ nó yếu, tại vì nó không phải là do nó yếu đâu, mà do nó nhiều bị nhiều khắc chế quá, cho nên nó chơi không được thôi. Chứ tính ra bộ phép trưởng nó cũng vậy, mà bữa hổm mới còn bị nép nữa, đã không ai chơi rồi mà còn bị nép nữa, mới mất dạy ở cái chỗ là bị nép, xong bị nép cái sát thương chính 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 phép đó. Hồi trước là 125% gọi là trừ kháng phép của đối phương đúng không, là đúng không, 125% là cũng nhiều lắm chứ bộ, xong bây giờ còn có 90 95 gì đó, là giảm đi một khúc luôn, giảm đi một khúc hơi bị to luôn. Cho nên bây giờ mà bạn sao mà giảm kháng phép của đối phương nó giảm nên nó bị nép đi á, thì sao, chưởng của bạn nó ít đau hơn hồi trước, chưởng của bạn nó ít sát thương hơn, mà ít sát thương hơn thì sao, ở cái option mà chính phép á thì nó cái thời gian hóa đá của đối phương á nó bằng với cái nó gọi là tỷ lệ thuận với sát thương phép, bạn gây sát thương phép càng nhiều thì cái thời gian hóa đá càng lâu. Còn bây giờ thì sát thương phép nó ít đi, tại vì kháng phép của đối phương nó cao đó. Cái sát thương phép nó ít đi rồi, cho nên mà không gây được nhiều sát thương thì nó hóa đá đâu có lâu, mà nó hóa đá không lâu thì nó quýnh bạn bể mỏ. Cái đó là trời, cái đó gọi là chân lý phải không, cái đó gọi là chân lý con mẹ luôn rồi. Nép một bộ nhưng mà tính ra là nó thay đổi cục diện trận đấu rất là nhiều luôn, đâu phải là nép theo dây đâu. Thí dụ giống như là đóng băng bao nhiêu dây đi, thì không, cái đóng hóa đá của cái thằng thằng chính phép á, thì nó lại gây tỷ lệ thuận với sát thương càng cao thì bạn gây hóa đá càng lâu, sát thương càng cao thì gây hóa đá càng lâu. Xong cái tới lúc bây giờ nép cái xương kháng phép của người ta, nếu cái xuyên kháng phép rồi sao thì trưởng đâu có mạnh nữa, mà trưởng không mạnh thì gây ít sát thương, mà ít sát thương thì hóa đá nó ít, cái bên kia nó tỉnh dậy bạn chưa kịp gồng, tại vì già thời gian hồi chiêu đâu có nhanh đâu bạn, tính ra cũng còn lâu lắm, không kịp gồng đối phương nó đấm bạn thì thôi luôn, mình nói thiệt nó đấm bạn cái mặt còn hơn cái mền nữa. Cho nên là bây giờ chính phép ít ai đi là vậy á, không phải là chính phép mà bộ phép rất ít người đi, cũng có người đi chứ không phải không, nhưng mà nó không lại nè, nó không nằm trong cái meta, nó không nằm trong cái meta, cho nên là lỡ mà bạn xanh thì mình không nói đi, và bạn thọt thì bạn khó gỡ vậy thôi. Meta là sao, giống như cái bộ đó đang có tỷ lệ thắng cao, có sức mạnh nó cũng ổn định, nếu mà bạn thua bạn đi bộ này cơ hội bạn gỡ là có, cơ hội bạn gỡ là có luôn. Còn bạn mà đi bây giờ nó yếu quá rồi đó, mà bạn không xanh á, mà bạn không xanh thì bạn có chỉ có một mục đích duy nhất thôi, bạn không sanh thì sao, thì bạn thua chứ sao. Bạn không sanh thì bạn thua tụt quần chứ sao, trời ơi nó dễ hiểu quá trời luôn, có gì đâu khó bạn. Vừa vô thấy là bạn đi chính phép bạn sanh thì không nói đi, nhưng mà bạn không sanh là cả một vấn đề, tại vì bạn sanh đó bạn có thể đè tụi nó chết luôn, tại vì sát thương phép khỏi phải bàn, sát thương phép khỏi phải bàn, chứ là xanh là bạn đè nó cái chết luôn thì không sao, còn mà bạn không xanh á thì nó còn ngon ngớp á, mà chút xíu nó hoàn thành bộ của nó rồi á thì nó đấm bạn.
Ôi luôn. Không biết nói gì luôn bạn. Đây. Ok, rồi. Lấy được cái chuỗi luôn, hay quá ta ơi. Lấy được cái chuỗi luôn, bây giờ chúng ta làm cái cách gì đây, nó thiệt luôn. Bây giờ level 8 mà giờ muốn xoay signing hơi khó nha. 1% ra 5 tiền mà trong 7 con này thì nó còn chia 1% nó ra cho 7 con nữa. Chia 1% ra 7 con, những con được mười mấy điểm. Thì nó ghê quá. Con được có mười mấy điểm, mười mấy phần trăm ra thôi. Mình cũng hy vọng là bây giờ mình có một con shining trước đi. Tại mình để cái trứng ở đây bạn biết làm gì rồi đó. À, mình để cái trứng ra ở đây là bạn biết làm gì đó, đâu phải khi không bạn. À, đâu phải khi không là mình để cái trứng nằm im đây đâu. Này, cái trứng này nếu mà được thì nãy giờ mình ép nhiều thứ lắm rồi. À, nếu mà được thì mình ép nhiều thứ lắm rồi, nhưng mà mình chưa chưa cần thiết phải không? Chút xíu cái trứng đó mình để là mình để con 5 tiền. À, mấy con 3 tiền này thì 3 4 tiền này là kiểu như mình hết cơ hội ra 5 tiền rồi á thì mình mới gọi là nghĩ đến úp nó thôi. Chứ còn không á thì ôi cáo. Cáo hai cũng mạnh lắm nha, chứ không đùa đâu nha bạn. Ở cáo hai hôm qua là bạn sẽ thấy, bạn thấy rồi đó. Cáo hai mà nó chọt được một một, một bay hẳn một đám cái hai luôn mà. Sẹt 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 mà bạn thấy nó đau ghê không? Mà đã vậy còn có hiệu ứng của đau cuồng chiến nữa, nghe hơi lừa thì thôi. Thí dụ như cáo nó đã đâm đau như vậy rồi thì đừng có lấy cái hiệu ứng của đau cuồng chiến nữa, người ta chỉ lấy cái đâm đó thôi là được rồi. Mẹ, mạnh quá. À, nó mạnh quá luôn cho nên là nó cho nên là nó im ba ở cái chỗ đó, giống như đi gót cáo cũng vậy. À, đi gót cáo hôm qua là mình muốn là sao để tụi nó sống đó nha. Chứ mà mình mà muốn gọi là tàn nhẫn hết sức là mình muốn giết cho chết á thì mình chỉ cần lấy gọi là lấy giả thú ra thôi, xong rồi để bốn bốn cái quên bốn hình bốn gót thôi, hồi gian hồi chiêu là con cáo nó chọt chết con mẹ bên kia hết luôn, chứ ở đó mà xạo. Mà tại vì mình muốn là biết sao, mình muốn là bên kia sống lâu lâu một chút để mình ép kéo cáo ba. Ồ, ép cáo ba đó, mình úp chín luôn bạn ơi, úp chín hy vọng là ra một con Shining Assassin. Test cho bạn xem là chủ yếu, test cho bạn xem là chủ yếu. Không, nhưng mà con Shining bây giờ rất mạnh nha. À, cho nên nó không còn yếu như hồi trước nữa đâu bạn. 5 tiền nó khác lắm, 5 tiền nó khác à, chứ nó không phải như 4 tiền. Ok. 6 giả thú rồi nè, đâu level 10 là có 6 giả thú, 6 assassin. À, mấy bạn thử các bạn nghĩ còn cái gì mà nó có thể kết hợp được với lại con tướng mới hoặc là mấy cái trang bị mới hay không. À, giống như con Shining Assassin này cũng là coi như là tính một con tướng mới luôn đi. Tại vì nó thay đổi lên 5 tiền rồi mà. Thay đổi lên 5 tiền thì nó biết là nó cũng vậy, nhưng mà cái option của nó khác nè. Rồi trang bị của nó cũng có thể khác nữa. Rồi cái sát thương của nó cũng khác nữa. Nhiều cái khác lắm, chỉ cần thay tiền thôi đó nha. Mình nói thiệt, nhà phát hành cũng không cần làm tướng mới đâu. Bạn cứ hiểu như không, 5 tiền đưa xuống 4 tiền, 4 tiền đưa lên 5 tiền, thay qua thay lại vậy á là cũng đủ chơi rồi. Cũng kiểu là cũng phải là nhức đầu với bạn với nó rồi đó, nó đổi qua đổi lại như vậy là nhức đầu với nó luôn á. Nhưng cũng hên không tới nổi. Cũng hên là không tới nổi mà tới gọi là nó khó khăn lắm, nhưng nó cũng nó thay đổi thì nó phải làm quen lại từ đầu các bạn, kiểu giống như vậy á. Hồi trước là mình quen là tới đó rồi, bây giờ nó thêm con tướng mới vô là mình một là mình phải làm quen con tướng mới nè, thêm trang bị mới là sao thì mình phải đá số liền. Tại sao hồi trước mình chơi nó quen đó, mình cứ nhìn thấy trang bị này là mình đá tới, à là nó ép tới cái trang bị kia. Còn bây giờ thêm trang bị mới là chúng ta phải làm quen một vài trận thôi chứ không nhiều, giống như cái cốt trảo với lại cái găng tay bạc đó. Mới ra đây thôi mà mình bây giờ mình làm quen lắm rồi. Mình quen với nó lắm luôn rồi đó. Bây giờ là mình có thể gọi là nhắm mắt là mình tưởng tượng ra được cốt trảo hay không liền á. Kiểu như mà mình nhớ cái công thức đó là một cái, là hai là mình nhớ cái option của nó bên trong là cái gì. À, nhớ cái option bên trong của nó là gì, mấy giây rồi rút máu bao nhiêu giây một một máu quên gọi là bao nhiêu máu một giây đó. Là mình đá số liền, cái đầu nó lẹ lắm bạn. Cái đầu nó lẹ lắm cho nên là bây giờ không có gì bằng cách là làm quen, bắt buộc là phải làm quen. Một là làm quen với tướng mới nè, hai là làm quen với trang bị mới là ui trời đất ơi anh ơi.
Anh phải như anh ra hai con Shining Assassin là em húp liền luôn, em húp trọn luôn á. Nhưng mà anh này anh ra hai con chú quỷ này chết em. Bạn nghĩ, bạn thử nghĩ đi, cái đó mà nó ra hai con Shining một cái là có chết mình cũng húp nữa, có chết mình cũng húp cho bằng hết luôn á. Nhưng mà nó lại không ra, nó ra hai con chú quỷ nghiệt ngã thiệt. Mình nói thiệt, cái đó mà chỉ ra hai con Shining Assassin thôi là mình mua luôn, xong mình úp 10 luôn, mình để vô mình bán hành tụi này luôn. Shining 2 một cái đi là bạn sẽ biết mấy cái thằng nó ăn mình hai chuỗi rồi nha. Ở cái thằng nó ăn mình hai chuỗi rồi đó. Cay thiệt. Ốc nữa nè. Trời ơi. Trời ơi. Bò cạp 2 cũng được anh trai. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Điểm sáng của chúng ta ở đây rồi. À, chúng ta biết chúng ta cần phải làm gì rồi đó các bạn. À, chúng ta biết chúng ta cần phải làm gì rồi đấy. Đấy. Vô là anh em thấy nó sáng liền. Mấy không, hồi trước là nó thường thường thôi, bây giờ nó cao. Xong rồi bạn thấy không? Nó cầm hai cái cây, cái gọi là cái hai cái cục ngọc màu xanh xanh đó, nhìn ngầu vãi đái. Con này là một con tướng tay dài rồi, dùng trường thương rồng là hợp lý nha bạn. Dùng trường thương rồng là rất hợp lý luôn. Đây, mà có thể lấy cây magic này để mình ép thành cái này. Xong rồi hơi, ok. Đó, đáng lẽ là cây thương để lùi đó là ép lên được cái hơi thở rồng nữa đó. Nhưng mà nó bây giờ nó lại không mất cái hơi thở rồng rồi. Rồng bây giờ nó hết thở được rồi bạn ơi. Rồng chắc cũng lâu năm rồi chứ nó hết thở được rồi. Đó, bây giờ bạn thấy đây rồi. Cuối cùng cũng có cây gậy gỗ rồi. Cây gậy gỗ tăng tốc độ đánh. Tăng được bấy nhiêu hay bấy nhiêu. Đấy. Xong rồi mặt nạ đỏ cũng được nè, đó, đúng rồi, tăng thêm tốc độ đánh nha. Hai cái mặt nạ đó là ép thành mặt nạ điên là được tăng tốc đánh cũng nhiều đấy. Đó, bây giờ bạn coi Shining thể hiện nè. Vừa vô Shining 0.8 tốc đánh nào, 0.8 thì không không hay lắm. Nếu mà Shining mà gọi là hoàn hảo á thì sao? Thì khoảng 0.6 hoặc là 0.5 là tuyệt vời nhất luôn. Gõ liên tục mà cầm trường thương rồng nữa thì úi giời ơi. Chết con mẹ nó người liền. Nè, Shining đánh nè. Đó, thấy chưa? Nó đánh xong nó trúng vô con nào thì đằng sau con đó nó sẽ có một cái hiệu ứng gọi là cái sóng nó lướt đi đó. À, cái sóng nó lướt đi đó, nếu mà nó lướt trúng con nào đó, thì gây ra được rất nhiều sát thương. Gấu 2 luôn, được, gấu 2 đó, bài bắt đầu xanh rồi nè. Bây giờ mà mình biết bao bạn mình là chất chơi nhất là gì không? Mình up 10 luôn, mình để 6 assassin vô một cái nữa là đội hình tối thượng liền. Meta này là meta của dã thú rồi. 6 assassin. Ghê vãi. À, ghê vãi luôn. Meta này meta của dã thú mà, chắc chắn rồi. Tại vì ra một con tướng mới là dã thú nè, xong rồi còn kiểu giống như là còn còn không có được tăng sức mạnh đó, nhưng mà nó lại giảm đi mấy cái item mà có thể giết dã thú từ sớm đó. Cho nên meta này là meta dã thú mà đã vậy còn kẹp được 6 assassin vô cái level 10 nữa, 6 con kẹp 6 con vô cuối cùng level 10, ngon tuyệt vời. Đâu cái này đâu, trời ơi, thấy không? Mặc dù là nó cái gây không có nhiều sát thương đâu, nhưng mà cái lướt ngoài sau của nó cũng căng lắm á nha bồ. Cái lướt ngoài sau cũng căng lắm á. Đó, đó mày hả dơi. Tao nói mày dở lắm con. Nè, này nè, này nè. Ui sao kỳ vậy? Đánh đi em, đánh đi, đừng 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 choáng nữa. Mày hả? Mày... Khó thua lắm bạn ơi. Bạn nên nhớ là mình có cái khiên nha. À, bạn nên nhớ là mình có cái khiên nha bạn. Không phải muốn ăn mình là dễ đâu nha cu. Không phải muốn ăn bố là dễ đâu nha cu. À, gạt nè. Nè. Này thì chết này. Không có tốc độ đánh nha. Cái này mà có thêm tốc độ đánh, thí dụ giống như là hai cái mặt nạ đỏ hay là một cái mặt nạ vàng búa xét rồi vậy kia đó nha, là mẹ nó đánh giống như là chia bài vậy đó bạn, sạc 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 sạc, mà mỗi lần phóng ra trúng con nào thì hoài sao nó có vẫn có gây đam nha.
dài 6 ô luôn á, là bạn biết cỡ nào không? Hơi bị kinh khủng luôn. Mà bây giờ chưa có, bây giờ mình đợi cái trứng ở đây để mình lên Shining 2 chứ không làm gì. Mình để cái trứng đó, bạn thấy đó. Sáu giả thú mà đánh càng ngày càng mạnh, yên tâm. Ok, cũng được. Thằng nào ngon ngon rớt tao một cái gì đó, nó coi coi như là có tốc độ đánh chẳng hạn cũng được nữa. Bây giờ mình up 10 nè. Bây giờ up 10 để mình làm gì đúng không? Đương nhiên là up 10 để xoay Shining rồi. Shining 2 là chân lý. Shining 2 là chân lý luôn. Trời ơi, cái này mới căng tôi đi chứ. Rồi ép cái này đi từ từ nha. Bài thì nó cũng hơi bài thì nó cũng hơi ấy ấy đấy, tại vì nó thiếu tốc đánh quá. Có một cái gậy gỗ à, mà một cái gậy gỗ hên là cũng cũng xui có cái là cũng chưa có đồ ép. Gậy gỗ bây giờ nếu mà mình nó thì mình nếu mà mình chắc chắc lên gậy gai. Tại vì Assassin cũng cần gậy gai vậy. Đánh mà trúng thằng Assassin mà trúng cái thằng nào mà nó né không thì cũng cũng thốn lắm, cũng thốn lắm. Nè. Nè, không có đánh nhiều, chỉ đánh ít thôi à, chỉ đánh từ từ thôi à, nhưng mà chỉ đánh cái nào thốn cái đó chứ chị không có đánh mấy cái mà yếu yếu đó, thấy chưa? Đánh cái nó còn lan ra phía sau nữa. Đánh kiểu đó ai chịu cho lỗi. Ơi rồi, xấu Assassin nè. Thấy chưa? Đó, bây giờ level 10 rồi sao bạn? Thì level 10 phải xoay chứ. Xoay ra Shining một cái để cái trứng là lên 2 sao luôn. Để lấy cái trứng để lên Shining lên 2 sao luôn. 2 sao thì bạn biết rồi. Bây giờ là 0.8 nha. Chút xíu nữa thì bạn sẽ thấy. 0.8 tốc độ đánh cũng coi như là bình thường thôi. 0.8 gọi là trung bình. 0.5 trở xuống thì mới gọi là cao. 0.8 gọi là trung bình thôi. Trung bình mà không được khá nữa. Trung bình không biết trung bình gì đi. Ôi được rồi, mạnh mà ta. Bạn thấy tay tay dài không? Bạn thấy tay dài không? Dài vãi luôn á. Nó đứng tuốt luốt rồi đây mà nó đánh tuốt bên kia lên rồi. Cái này phải lấy cái mảnh minh hồn mà anh trai ơi. Đáng lẽ là mình tính lấy trang bị mới đó nhưng mà mình thiếu tốc độ đánh quá. Thôi anh trai, em lấy cái mảnh minh hồn em ép cái mặt nạ đỏ cái, em mặt nạ vàng cái chứ không cho em chết quá. 60% tốc độ đánh này, bạn thấy chưa? Rồi tự nhiên buồn ngủ quá, nhíu hết cả mắt rồi. Rồi bài mình lên tới đây rồi thì khó cho tụi nó lắm bạn ơi. Bây giờ Shining 2 đi là đẹp. Mua con Venom ở đây để chút xíu lỡ mà có lỡ mà có đi được cái cốt trảo, nhưng mà khó lắm. Bây giờ phải rớt cái mình cho mình một cái mà kiếm gãy nữa đó tới giờ. Ui nhưng mà lên cái mặt nạ vàng tốc độ đánh nó nhanh quá bạn ơi, mà nó đánh xa cái gì á, nó đánh xa ghê luôn á, tuốt luốt ngoài kia mà nó vẫn với tay nó đánh được, hay thiệt sự luôn á. Bạn thấy không, cái tầm đánh của con 5 tiền nó khác cái tầm đánh của con 4 tiền ở chỗ đó đó bạn. Nó đứng tuốt ở bên nhà, nó đúng kiểu là mình đưa nó vô ngay chỗ nào là nó đứng chết chỗ đó luôn. Xong rồi nó đứng cứ đứng nó gõ thôi, cứ đứng nó gõ người ta thôi, không ai đụng vô được nó luôn. Ghê, đáng lẽ Assassin người ta phải nhảy qua bên kia luôn ha, con này đâu có nhảy nhót gì nữa, nó đứng im mà. Nó đứng im không mà, nó đâu có nhảy nhót gì nữa đâu. Nè bạn coi nó đứng im nữa nè. Rồi nè đó thấy không, nó đứng im ngay chỗ này nè, nó đánh nè. Đó bây giờ thì nó bắt đầu nhảy nè, nhưng mà nó nhảy nó cũng đứng xa lắm chứ nó không có nhảy gần nha. Thằng này chắc chắn là sợ bị lây bệnh rồi. Tuân thủ kế hoạch 5K, vậy không đến gần ai hết, đứng xa nhưng mà gõ mà đau nữa, chứ không phải là đứng xa mà gõ nó không đau đâu, không, đứng xa mà gõ cái nào cái nấy thốn tận rốn. Trời đất ơi, ốc ác gì nhiều dữ vậy anh trai. Trời ơi, Phantom Win. Bán con này đi, mua Phantom Win vô lấy cái trứng up 2 sao luôn. Đó, thấy chưa? Đừng có ngại. Ngại là thất bại liền. Ngại là thất bại liền. Hồi Phantom Win 2, chết người thiệt. Rồi, từ từ nha bạn. Bình tĩnh, ốc là ốc ba rồi đó. Nhưng tại mình có cái trứng mà. Tính ra mình còn dư một cái trứng không biết làm gì.
chứ mình mà không dư cái trứng này coi, mình mà ra Shining coi nãy giờ là mình úp con mẹ nó tới đâu luôn rồi đó. Nè coi nè, trời ơi Shining nó đánh xuất sắc thiệt sự luôn, biết là đam không có nhưng mà cái đam lan nó ghê vậy ta. Khỏe vãi, mới một sao đó nha bạn. Nhắc lại cho bạn nên nhớ là mới cái con đó của mình mới một sao thôi đó nha, hai sao không biết ra như thế nào luôn á. Shadow thôi mày đừng, không có luôn bạn ơi, không có một con Shining nào luôn. Mình nói ngay từ đầu luôn là rồi, là bây giờ nếu mà 5 tiền thì khó test ở cái chỗ là biết đâu nó có ra hay không. Nó ra thì còn đỡ, nó không ra thì không ra thì chỉ có nước mà ngậm đắng nuốt cay thôi bạn, chứ làm khác gì được bây giờ đúng không. Nhưng mà nó ra rồi, nếu mà nó ra như vậy á thì bạn có nhiều bạn sẽ không biết cái này nè. Khi bạn có những con tướng trên bàn á, sau hiệp thứ năm á, thì bạn sẽ được tăng 5% tỷ lệ ra những cái con đó, những cái con mà giống bài bạn. 5% thôi, nó không nhiều, nó không nhiều nhưng mà nó cũng giải quyết được nhiều vấn đề lắm. Chỉ trừ khi nào bạn không có thôi. Còn gì hơn nữa. Ui, từ 140 lên 206 đam nha bạn, 206 đam nha. Rồi Shining 2 rồi nè, rồi tụi bay làm gì tao. 0.6 tốc độ đánh này gọi là chậm nha bạn, này gọi là chậm nha, chứ bạn nào nói nhanh là mình không có chịu. Tại Assassin mà 5 tiền mà 0.6 tốc độ đánh gọi là chậm đó. Nếu mà mình thì phải 0.4 gọi là chấp nhận được đi nè. Nhưng mà bây giờ gõ nó khác rồi nha. Wow, gõ nó khác à, cái lan ra nó hơi bị ghê luôn á. Cái này là mình phải chờ về bản chính xong mà mình phải test con này được. Con này bây giờ nó ui ui sao mạnh dữ vậy nha. Gậy gỗ đương nhiên là phải ép cái gậy gai rồi. Trời đất ơi, chứ ép cái gì chứ cái được nữa đâu. Ép cái gậy gai thôi, không còn mặt nạ đỏ đâu, ép cái đó. Trường thương rồng này bị lỗi nữa thấy không? Cái trường thương rồng đáng lẽ là ép từ cái rìu long huyết chứ không phải là ép từ cái này, không phải từ cái god play. Bị lỗi, bị lỗi. Nói chung bản test mà lỗi cũng là điều bình thường, lỗi là hợp lý phải không. Đây lấy cái mặt nạ đỏ ra, đưa cây gậy gỗ cho gậy gai cho nó tăng lên làm 0.5 rồi đó, ép cho nó thành cây này luôn. Minky King là gậy như ý bạn, 340 hồi nãy 206 nha, bây giờ lên 340 đam. 340 thì thôi đầu đấy, để coi con này nó đánh như thế nào. Nè, đánh đi em. Xoẹt một cái chết hai con. Ôi thôi 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 thôi. Anh biết liền luôn, trời ơi. Ngay lập tức liền bạn, kiểu như là ngay lập tức liền đó. Nó không có chạy đâu được. Nè, ép cái này vô, trời ơi. Trái tim rồng thì lấy cái kích đoạt hồn. Lấy kích đoạt hồn bỏ qua đây. Xong lấy trái tim rồng bỏ vô cho con Shining. Ba món trấn phái rồi chứ nhiêu. Tốc độ đánh 0.5 ừ. Thì 0.5 không có nhiều, nhưng mà kệ mẹ đi, có còn hơn không vậy. Méo mó có hơn không. Rồi. Vô. Trời ơi. Bạn thấy không? Nè nó quẹt qua một cái hàng sau chết luôn mà. Nhanh tới mức mà không được 10 giây luôn là xong một trận. Ok anh em đang xem, để lại cho mình một like. Ai chưa bấm nút đăng ký thì bấm nút đăng ký ủng hộ channel mình. Nhớ comment bên dưới, anh em sẽ được thả tim tham gia nhóm bài đàn Hama Gaming trên Facebook nha. Chào mọi người. Let it go. Let it go. Let it go. Let it go. Let it go.